Chào mừng bạn đến với kênh nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm BHC-1000 được sản xuất tại Winpharma. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Bihu C1000 cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Bihu C1000 Vitamin C 1000mg Tham ôm Odolin 1mg Magi Gluconate 5mg Kẽn Gluconate 5mg Vitamin Phương Pháp 5mg Vitamin B2 1mg Vitamin B6 1mg Vitamin B11 1mg Dạng bào chế Viên sủi Công dụng và chỉ định của Bihu C1000 Công dụng Bổ sung vitamin C và các vitamin cho cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao sức khỏe. Chỉ định Dùng cho người lớn có biểu hiện suy nhược cơ thể, mệt, mỏi, người hay ốm vặt, coi đề kháng kém. Người cần nâng cao sức khỏe. Cách dùng và liều dùng của Bihu C 1000. Cách dùng. Sản phẩm dùng đường uống. Pha với nước 150ml đến 300ml chờ tan hết rồi uống. Liều dùng. Ngày uống 2 đến 3 lần, mỗi lần 1 viên. Chống chỉ của Bihu C 1000. Không dùng cho người mẫn cảm với thành phần của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng Bihu C 1000 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Bihu C1000, đồng thời biết cách sử dụng Bihu C1000 sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham